Hôm nay giới thiệu các bạn một cái con ly 50 năm tuổi rồi, nhưng mà nó còn mới tinh luôn, cực kỳ mới. Phải nói là chưa từng gặp cái con ly nào mà nó mới như vậy. Và đặc biệt nó không có bị một chút lỗi lầm hay là sửa chữa gì nha. Vỏ gỗ của nó cũng rất là đậm chất vintage, rất là đẹp luôn. Mình đã tháo bốn con ốc ra đây rồi, lát mình mở ra các bạn xem bên trong. Có lò nét, có bát trép đầy đủ, rất là đẹp. Mặt tiền của nó không một tì vết, cực kỳ sang trọng. Model là SA710 đến từ thương hiệu Pioneer. Đó, quá đẹp luôn. Có vỏ gỗ nên nhìn rất là sang, mà giá cũng chỉ có 5,2 triệu thôi. Cổng thì nó rất là nhiều cổng, tuner OX1, OX2, hai cổng phono. Đặc biệt con này cũng có chức năng làm pre. Cực kỳ đẹp nha. Công suất là 55W, đánh rất là lực, chi tiết. Và lát nữa mình sẽ thử để các bạn biết luôn. Đây bên trong này, này các bạn nhìn bên trong nó cực kỳ mới. Mình không phải lau bụi gì hết, nhưng mà còn rất là đẹp. Các cái tủ của nó, tủ Anna, không có bị thay, bị sửa gì nha. Các bạn nhìn coi, đây là hai cái tủ lớn, đây là cục nguồn, không có xì ùi hết. Mình nghĩ là con này là người ta quen xài, người ta quen xài. Có thể là bỏ trong những cái thùng để lâu ngày nên nó bảo quản được tốt. Tại sò sắt, tại bốn con sò sắt chữ đỏ nha. Đây, để mình rọi bị mình gọi cái đèn này sò của cái thằng hãng gì, chữ đỏ thì mình thấy chữ đỏ ra. Toshiba nha các bạn. Bốn con sò sắt Toshiba chữ đỏ. Rồi, 5,2 triệu thôi. Bây giờ mình sẽ test nhanh con này luôn. Và bên mình có bán USB và ổ cứng chép sẵn nhạc chất lượng cao. Một cái USB như thế này là hàng mới 100%. Thì mình có chép nhạc vào trong này 128GB, 800.000. Còn một ổ cứng là 1000GB, giá là 2 triệu. Thì tùy nhu cầu các bạn xài nhiều, các bạn xài ổ cứng, còn chúng ta xài vừa phải thì chúng ta xài USB nha. Âm lên là chỉ 5,2 triệu thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức âm thanh của nó. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trang cũ
chỉ còn hiu hắt cơn sầu.